giờ vô giống nhau đó ăn tận chiếc gà ăn mừng vô ba nãy thành đình bốn mươi năm tác giả và tác phẩm chúng tôi hay từ nhà từ sông từ các tác phẩm ca sĩ hát chúng tôi luôn quá là sự mời đóng cả nhà ơi cả nhà nhớ đón xem nha trên link YouTube của Thúy Nga Gody by Night nha. Hành trình 45 từ show Thái Lan qua tới sân bay luôn. Để xuống để đây. Đây cả nhà tôi ai cũng đẹp. Giòn em. Cái này mình sao giòn khá sao nước gì vậy? Nó làm nước hơi bị nhiều. Hôm qua nó làm ngon. Em tưởng là nó sức. Bé yêu, mì sao giòn ăn thử ngon. Chị phải lấy ra liền chứ thôi nó bị. Dạ không đủ rồi mẹ. Để cái đi mẹ. You are open and honest in the job. Philosophy of love. Honest. Honest. Ôi, rồi, dạ, đây, 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 không dịch. Không đếch để bà Kim dịch. Bà Kim dịch. Chịp anh đừng nói sơ quá. Dỡ chứ ăn nó vậy đó. Việt Nam mới qua. Việt Nam mới qua của bà tháng sau. You are open and honest in your philosophy of love. Nghĩa là trong cái vấn đề mà tình yêu á, con là một người rất là dễ mang yêu, dễ tha thứ, open con nữa, rất là dễ tha, không biết ai đây nhưng mà rất là dễ, rất là dễ open, tình yêu cái dễ mở cửa, nghĩa là cái tư tưởng dễ mở cửa tình yêu, philosophy of love, tất nhiên là cái tư tưởng của mình nghĩ về tình yêu, nghĩ về tình yêu rất là open, rất là open, là lúc nào cũng tim cũng mở cửa, rất là honest, rất là chân thành.
chân thật. Chân thật, open. Đúng. Không, để con dịch cho. Dịch nữa. Giờ tới người này dịch. Nè, dịch nè. À, vô có cái cửa mà nó khó, nó không hiểu hay sao. Con biết mà. Cái cửa có cái tim. Cái cửa có cái tim. Cái tim. Thôi. Cái cửa nó yêu cái cửa. So là con á, việc job thôi, đúng không? Philosophy of no. Cái cửa tình yêu luôn luôn mở cửa kìa tới mẹ. Nhưng mà honest. Cái này dịch cái cửa nó có trái tim. Cái cửa trái tim nó yêu cái... Chân thật, thật lòng. Con nói là chân thật. Chân thật. Hoặc là thật lòng. Sai hết. Thôi sai hết. Câu của con là hay nhất nè. Câu của chủ quyền mới hay nè. Be prepared to receive something special. Chuẩn bị nhận những cái gì rất là đặc biệt để cho mình khác đi. Con mang theo. Nói là ăn no rồi tới giờ đi kéo máy đi. Nói máy gì nữa. Máy một xin. Quá đang chơi gì đó. Ăn no rồi đi lên. Không phải mình nói chung. Đúng rồi mình nói trong lòng đất muốn kéo máy nhưng mà tiền nó có 100 kéo phân để dành đi về nè. Nó nói đi về đừng kéo thêm nữa. Ủa mà cái đó của măng hay là của chị anh? Của măng, măng dịch đúng không? Để em dịch cho. À, đúng anh rồi, ơi. Đúng rồi, phải đi kéo máy. Anh đúng ơi, rồi. Không, hay em mình bị fire rồi, không có dịch được. Cô Kim dịch đây, cô dịch. Sao dịch đây? Để đi kéo máy, rõ ràng. Ô, phải đi kéo máy. Cô dịch đây, phải đi kéo máy. Bụng quá. Phải không cô? Nó 10 giờ rồi. 10 giờ phải đi kéo máy. Cô hết ý bà luôn. Nghĩa là nói mẹ là một người rất là open và rất là xung hợp với mẹ là vui lắm. Rồi đi kéo máy. Rồi đi kéo máy. Đó là đi kéo máy. Vui quá đi kéo máy. Thấy nhà tôi vui không? Đó rồi Ngọc Huyền truyền năng lượng. Vui vẻ à, để đón những cái gì mà may mắn nhất đến cho chúng ta. Để mà trong những cái ngày Happy Holiday và đón một năm mới. Thank you. Nếu mà chúng thì